bà chắc cái tế đâm trở lại với bàn phai tràn. Cái rịp chóm rừng đáo xâm rạp đàm dường trấu các rừng đáo tùm húng phải tập xong tìm mệt buồn trốn nóng chùm rấu cần lạc mệt bao dường đám nước khải bàng trấu vô công tí xâm rám đột đạc nông rừng đào tai bờ đám nấu khai vừa xà trấu bái cầm bò xó nông rừng đáo chìm mụn tớp đàm cái điểm chóm cổ bụi xâm rạp đầm cổ bụi một phép đá bằng đó dường trầu dốt từ hạ tháng ngay trên một sân đầm bấy chiếc cả đá đồng nế cho bọc quỷ bằng tọc mốt dốt từ trạm tất mùi dốt rồi dốt từ cọp nóng đáy cần là tháng ngay thành tiền rồi dốt tớ bằng đó nóng cần tốn bằng đó cùng sân cả thuốc bạc lý cổ trở lại nâng ai chạp đọc cứ nóng trần lọc phế bi bạc bấy tớ đọc bì tháng ngay phần đọc nộp phế về đốc bán slack bì tớp dưỡng dù quê tự đám nông rừng náo đầy dưỡng bán riếp tròn nụ khói bì đàm ruột dưỡng tráo ăn vọt bay chùm hiền tìm mũi về côn trở lại đốc lụt lọt bán bàm phí sân lạc dưỡng tráo đánh trui về một đòn khói một dưỡng nâng bán tự tùy tuồng thơm mấy chùm nuốn bay bình thảm tiền chùm hiền tìm phí tuôn đại bài chảnh nụ nếu về quê lụt lọt ban rằng phí sân lạc dân mình tỏ ăn vọt đôi chùm hiên tìm mùi tiền về nước dân nâng ban tuồng thăm mấy chùm nuốn rằng phí mình thèm tiền chùm hiên tìm bấy dân nước ta bình tỏ ăn vọt đôi chùm hiên tìm mùi nâng tìm phí đợt đài hỏi về nước dân nâng từ tuổi bán tuồng thăm mấy phí xam sắp tấu xam sắp rằm tuồng đôi chân này về chiếc đồng nạc cá đại dân trong bằng thèm chi thò mà chết đầm bấy chui trượt trúng ca lụt lót rồi bỏ về ca đã chì dường trâu đặt nước sòn kháng chân phí rừng đáo trở lại phí sàm sắp từ hà sắp xong thì mày men được chế chi cầm bóc liền muộn sắt nâng cầm tích lạc chớ nâng sỏi tật chia bạc chạm thua bạc ní trở lại lụt lót bàn lõ men rồi dập về dũ rồi hột đỏ chết một hình khải ấy có chia đầm nạc cá đe trò lá chặt tuống nâng chập đám chân cá nâng lái phòng đài rồi vì đám bán rồi dập phế giảm sắp từ sai sắp rạm tháng ấy ách bảo mô phó bàn hời.